Hey, xin chào các bạn. Cuối tuần nói về một cái đề tài mà đề tài này tôi thấy cũng có cái nhen nhóm nên tôi nói cái đề tài là cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cuối năm, tức là câu chuyện về hai cái cổ phiếu nhóm ngành này cuối năm. Thì vừa rồi tôi nói về cái nhóm cổ phiếu thủy sản và chứng khoán thì rất đúng, nếu mà các bạn coi lại cách đây 2 tháng có những clip thì tới giờ này nó cũng phải, nhưng cổ phiếu chứng khoán ngân hàng thì có thể lúc này đang nghỉ chân tích lũy và có thể cũng chạy tiếp. Hôm nay nói tiếp về câu chuyện cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cuối năm thì tôi thấy nhiều cái mà tổng hợp lại có thể chuẩn bị có một cái chân sóng cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn. Vấn đề còn lại là dòng tiền vào thị trường thôi. Thì đầu tiên là cái chứng khoán quốc tế Việt Nam là VIX, họ phân tích là cái cổ phiếu ngành ngân hàng đang bị định giá thấp cho đến kết quả kinh doanh quý 1 qua quý 3 đã ra rồi thì lợi nhuận của ngân hàng đã tăng 40%, những ngân hàng đã có kết quả kinh doanh ấy, và nó chiếm tới 25% trong cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu niêm yết trên sàn. Nhưng PE trên trung bình hiện nay của cổ phiếu ngân hàng chỉ là 11 đến 12, và giá trị sổ sách giá trên giá trị sổ sách chỉ là 1,5 lần. Con số này các bạn, giá trên giá trị sổ sách các bạn hiểu nè. Giá ở đây là thị giá BBB phở là thị giá trên giá trị sổ sách. Có nghĩa là giả sử như một cổ phiếu nào đó Vietcombank chẳng hạn, giá trị sổ sách của nó là 20.000. Nhưng mà giá thị trường nó là 30.000, có nghĩa là lấy 30.000 chia 20.000 thì một bằng 1,5 5 lần. Đây là con số rất thấp nha bạn. Tức là giá trên giá trị sổ sách rất rất thấp. B trên E thì chỉ có 11 12 ngàn ngàn thôi, trong khi ngân hàng là những cổ phiếu rất rất lớn, có vốn hóa rất lớn, có vốn điều lệ rất lớn và cái hệ thống quản trị cũng rất tốt. Nói chung là an toàn. Thì công ty chứng khoán này đưa ra nhiều cái dữ liệu B trên E. Các bạn thấy như Vietcombank là cao nhất là 16.7 B trên E. Giá trị sổ sách thì 3,3 lần. Còn như SHB là B trên E chỉ có 5.9 lần thôi. Giá trị sổ sách là chỉ 0,58 lần thôi. Có nghĩa là nếu về mặt lý thuyết thì có thể là ngân hàng SHB này có thể là sẽ thực trực tăng lời gần gấp đôi nữa các bạn. Giá trị sổ sách nó cũng cao hơn hơn gấp gấp đôi cái thị giá cổ phiếu hiện nay. Tất cả những ngân hàng tốt như Sacombank thì giá B trên E nó là 17.5, là cũng cao nhất chứ không phải Vietcombank. Rồi nhiều ngân hàng như Việt Nam Thịnh Vượng thì B trên E chỉ có 7.7, ngân hàng Á Châu B trên E chỉ có 7.8, ngân hàng quốc tế là VIX thì chỉ có giá B trên E chỉ có 7.55. Liên Việt Bóp Trăng thì BGN chỉ có 6.7. Đây là những cái cổ phiếu rất lý tưởng. Nhưng mà đó là phân tích của một số của công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam thôi. Thì cái thông tin cập nhật thực tế thì các bạn thấy báo chí mấy ngày nay cà phê ép hay một số trang tin đăng hàng loạt xếp lớn ngân hàng vung tiền gom cổ phiếu khi cái giá cổ phiếu này đã về vùng vùng giá thấp. Thì thực sự có thấp hay không? Một hai cái thì không lên tiếng, nhưng mà nếu mà nhiều sếp ngân hàng gom quá thì chúng ta phải đặt dấu hỏi nha các bạn. Đầu tiên là ngân hàng Á Châu là đây là ông Đỗ Minh Toàn đăng ký mua nửa triệu cổ phiếu. Kế đến là phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng cũng mua 300.000 cổ phiếu của cổ phiếu ngân hàng Á Châu. Rồi kế đến là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì chủ tịch cũng mua là 8 triệu cổ phiếu và mẹ chủ tịch mua 13 triệu cổ phiếu. Tổng cộng là 21 triệu cổ phiếu của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Rồi trước đó thì vợ của chủ tịch cũng mua 6,5 triệu cổ phiếu nhưng mua đến 7 7 7 7 triệu cổ phiếu luôn. Kết quả đã mua xong rồi. Rồi cái này đã cập nhật cái bổ sung. Thì thêm một ngân hàng nữa mới xuất hiện trong vài ngày tới đây là ông Đỗ Minh Quân, con của chủ tịch Đỗ Minh Phú của ngân hàng Tiên Phong Bank, đã đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu. Đây là con số rất lớn rồi. 25 triệu phiếu của ngân hàng Tiên Phong Bank. Còn ngân hàng HD Bank thì ông Nguyễn Hữu Đặng, tổng giám đốc ngân hàng này cũng mua nửa triệu cổ phiếu HD Bank, đăng ký mua. Và ngoài ra thì phó tổng giám đốc thì cũng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Đó là những cái trên báo Lao Động nó đăng hàng loạt. Thì
tại sao là có những cái tin dồn dập kiểu này? Thì thực tế đứng về một khía cạnh nhà đầu tư hay như một khía cạnh thẩm định thị trường, có mấy cái mà tôi các bạn thấy đáng bàn. Thực chất thì ngân hàng là chiếm cái trọng số rất lớn trong cái chỉ số VN-Index. Hiện nay gần như nó chiếm của trọng số tôi nắm là như là lớn nhất rồi, khoảng 22-23% trong cái chỉ số tính VN rổ chỉ tính chỉ số VN-Index. Kế đến là cái nhóm cổ phiếu của Vincom, rồi là bất động sản, chứng khoán. Thì ngân hàng là nó dịch vụ tài chánh. Ngân hàng là dịch vụ tài chánh, và dịch vụ tài chánh thì nó có đi kèm với chứng khoán. Hai cổ phiếu này các bạn để ý sẽ thấy cùng tiến cùng thủ, và có thể lần này tiến trước trong vòng một vài tuần thì kia cũng tiến cùng cùng tiến cùng lùi. Đây là nó là dịch vụ ngân hàng. Thì dịch vụ ngân hàng thì nó phụ thuộc vào mấy cái yếu tố, ví dụ như là tỷ giá ngoại tệ hay là sẽ biến động ngoại tệ một số cái, hoặc là cái tình hình thị trường chứng khoán tăng giảm. Nhưng trong cái ngân hàng này là phân tích một số cái dữ liệu, các bạn sẽ thấy có thể là báo chí media nó sẽ góp phần kéo lên hay vì lý do gì đó mình không biết, nhưng mà có nhiều cái thông tin các bạn sẽ thấy ở đây. Thứ nhất là các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay còn khoảng khoảng 59 hay là 62 của quỹ đó, tôi nhớ không rõ rõ là khoảng đó, khoảng 62 của cái quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì phần lớn những quỹ này nè, từ đầu năm đến nay và vào năm ngoái tích lũy rất nhiều cổ phiếu ngân hàng, và có những cổ phiếu là những cái trọng số của cổ phiếu của ngân hàng như Techcombank, Vietcombank hay là Công Thương hay là một số ngân hàng Á Châu chiếm trọng số rất lớn trong cái quỹ của nó. Nhưng mà cái quỹ này các bạn thấy cái thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay là nó là 1.003 điểm vào đầu năm, thì hiện nay nó là 900 mấy, nó giảm khoảng 9%, giảm giảm tương đương khoảng 9%. Thì các quỹ đầu tư này nè cũng không tài giỏi gì, chỉ lác đác một vài quỹ là đi đi ngược hướng thị trường đi được thôi, còn phần lớn thì các quỹ đầu tư cái nát cái tài sản ròng của các quỹ này vẫn bị lỗ từ đầu năm đến nay là từ 5 đến 10%, xoay quanh cái chỉ số của VN-Index. Nhưng họ là giữ nhiều cổ phiếu ngân hàng nhất. Và cổ phiếu ngân hàng có một cái đặc điểm nữa là phải có dòng tiền vào thị trường lớn mới 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 kéo lên nổi, mới tăng lên nổi, còn lác đác một vài phiên thì chỉ đủ. Hiện nay trong vòng một tuần qua là chỉ có dấu hiệu là lác đác dòng tiền sẽ đủ kéo từng cổ phiếu ngân hàng một hai cổ phiếu trong phiên, rồi sang hôm sau là kéo một hai cổ phiếu khác, chứ không đủ lực để kéo lên thị trường. Thì dòng tiền vào thị trường ít, nó có mấy cái lý do, và trong đó hiện nay các room nó trao đổi, các diễn đàn hay trao đổi nhất là cái lãi suất huy động ngoài ngân hàng, cái lãi suất tiền gửi tăng một chút ít và lãi suất cho vay cũng tăng một chút ít. Thì cái đó là cái chứng khoán thì nó nhạy cảm với cái lãi suất đó, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là một phần thôi, còn cái đó là đối với những người đánh game nắm thôi, còn những người mà họ đầu tư chân chính trường kỳ trên thị trường chứng khoán thì lãi suất này cũng không có bằng những cái cổ phiếu mà họ đầu tư lợi nhuận nhiều, và họ cũng giữ trên đó thôi. Thì nhưng các quỹ này họ giữ rất nhiều cổ phiếu ngân hàng như vậy thì sẽ có cơ may nào, chúng ta đặt vấn đề có cơ may nào họ kéo nát lên cuối năm tháng 12, chúng ta chỉ còn một tháng mấy ngày nữa thôi. Thì có cơ may nào trong tháng 12 này các quỹ này sẽ đổ thêm tiền để kéo cổ phiếu ngân hàng lên để làm đẹp cái báo cáo tài chánh, và sang năm họ mới có cơ hội để huy động vốn cho các quỹ này được hay không? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy. Thì bây giờ nó liên quan tới hàng loạt sếp ngân hàng mua cổ phiếu này cũng góp phần kéo cổ phiếu ngân hàng này, có cái kéo cái cổ phiếu ngân hàng lên, làm cái nán tăng lên. Nhưng mà thực sự là thì các công ty chứng khoán, một vài công ty chứng khoán cũng phân tích là giá cổ phiếu ngân hàng giảm. Thì rõ ràng bài toán xoay quanh đó, nếu thị trường dòng tiền vào thị trường mạnh trong lúc này thì khả năng cao nhất dòng ngân hàng sẽ là dòng dòng chạy nhuận
tăng mạnh nhiều nhất trong cái tháng 12 tới. Và kéo theo đó có thể là những cái dịch vụ tài chính thì chứng khoán, dòng tiền vào thì dòng chứng khoán đã chạy. Nhiều công ty chứng khoán phân tích là nói là cái quý 3 này, cái quý 4 này nó thanh khoản rất sụt giảm rất mạnh nên ảnh hưởng các công ty chứng khoán lợi nhuận quý 3, quý 4 này không nhiều. Tôi cho đó là cái đó là chỉ đúng một phần thôi. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán họ không có kỳ vọng mấy công ty chứng khoán cái quý hiện tại đâu, họ kỳ vọng vào một quý, hai quý sau, có nghĩa là từ 3 đến 6 tháng sau. Các bạn thấy chỉ số phái sinh cho tháng kế tiếp bao giờ cũng cao hơn tháng hiện tại, mấy tháng gần đây, và ngay cái quý kế tiếp của phái sinh thì cũng cao hơn rất nhiều so với cái diễn biến của các phái sinh đang diễn biến hiện tại. Có nghĩa là nhà đầu tư đang filter cái tương lai 3 đến 6 tháng tới, chỉ số VN Index sẽ tăng cao lên, sẽ tăng cao hơn. Và đó là cái mà cái nguồn lợi mà cái tương lai của các công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính sẽ hưởng lợi theo cái đó. Và khi các bạn thấy, khi mà đã có dấu hiệu chớm chạy thôi thì có thể là quý sau báo cáo lợi nhuận mới vào mấy công ty chứng khoán, mấy công ty ngân hàng, dịch vụ tài chính, thì nhà đầu tư đã bắt đầu đổ tiền vào rồi, nhanh chân chạy trước rồi, bắt đáy cổ phiếu chứng khoán ngân hàng rồi. Đó là cái kịch bản như vậy. Thì tôi nói trên cái clip trước và trong cái Facebook hàng ngày tôi cập nhật thì thị trường đã lên trong nghi ngờ, rõ ràng đã lên trong cái 5 phiên liên tục, hôm nay giảm 6 điểm, nhưng mà 5 phiên trước đó đã tăng rất mạnh, tăng trong nghi ngờ. Thì các bình luận, các trao đổi với nhau trên các forum diễn đàn thì tôi cũng thấy hai cái vấn đề mấu chốt, cái rủi ro mấu chốt đó là có ai kéo cổ phiếu trụ, cái nhóm ngân hàng nào, hay là nhóm quỹ, hay nhóm nhà đầu tư lớn nào kéo cổ phiếu trụ để nâng cái chỉ số và thoát hàng hay không, đây là một dấu chấm hỏi. Cái thứ hai nữa là khối ngoại đang bán ròng mạnh như vậy thì là họ kéo lên để họ xả hàng hay không. Nhưng rõ ràng cái phiên hôm nay các bạn sẽ quyết định mọi cái vấn đề hết. Chỉ cần giảm một phiên thôi là nước ngoài đã mua ròng 126 tỷ trên sàn Sài Gòn chiều hôm nay. Đó, ngày 23 tháng 11 các bạn. Chiều hôm nay là trên Sài Gòn. Và tổng hợp 3 sàn thì hôm nay nó mua ròng tới khoảng 140 tỷ hay gì đó. Và tôi chưa tổng hợp hết. Thì trên sàn Sài Gòn chiều hôm nay, cuối tuần, đó là mua ròng 123 tỷ. Rõ ràng nước ngoài đâu phải là họ xả hàng hay là cái gì chúng ta giống như một số người đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ. Thì đó là cái khối ngoại họ cũng lướt sóng rất nhiều trong cái trường hợp này cho chúng ta. Rồi còn liên quan tới một cái nữa thì tôi thấy là media cũng đưa tin là 18 có thêm 18 doanh nghiệp báo cáo lại vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Hôm trước đã có 21 doanh nghiệp rồi, đợt này thêm 18 doanh nghiệp nữa. Đã vượt kế hoạch cả năm rồi, trong khi còn một quý nữa. Thì cái mà nhà đầu tư đang có phân tâm hiện nay nhất đó là sự cái hội nghị G20 của Argentina vào tuần tới. Và đó là có cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30. 29 giờ 30 tháng này. Thì các bạn biết Viettel cũng đăng cái tin nè, Trump nếu có thể thì chúng tôi sẽ tiến đến một nửa thỏa thuận. Nếu có thể thì chúng tôi sẽ tiến tới một thỏa thuận. Một thỏa thuận với nghe là ở đây là nói với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Thì nếu chính ông Trump đã phát biểu kiểu này thì có lẽ là chứng khoán Mỹ đêm nay, chứng khoán thế giới đêm nay sẽ tăng thôi, và đầu tuần tới cũng tăng, mặc dù cái cuộc gặp nó chưa diễn ra. Thì cũng tăng, các chính trị gia cũng bật cái tín hiệu tốt lành rồi, tín hiệu cái đèn xanh rồi. Đó để xóa tan mọi cái nghi ngờ của nhà đầu tư trên toàn cầu. Thì đó là tổng hợp những mấy số tin và xoay quanh đến cổ phiếu, câu chuyện của cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu chứng khoán vào cái tháng cuối năm. Thì các bạn thấy là cổ phiếu chứng khoán cũng là cổ phiếu cần phải báo cáo cái nát cuối năm.
Nhưng đó là lý do mà tại sao các quý cuối năm, các năm trước đây gần như tháng 12 là phần lớn là cổ phiếu chứng khoán là cũng nhích lên tăng. Và năm nay, năm ngoái thì có cái năm ngoái thì có cái ngân hàng rất mạnh. Năm nay thì tôi nghĩ là nếu mà các quỹ này nè, họ huy động được cái nguồn vốn từ chỗ nào khác thì chắc chắn họ giải ngân. Thì theo cái dữ liệu mà một vài công ty chứng khoán báo cáo thì các quỹ đầu tư này nè, các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì hiện tại có một vài quỹ lớn đã chỉ còn khoảng 5% tiền mặt thôi, nhưng mà cũng có một số quỹ còn tới 20-40% tiền mặt. Thì cũng không có loại trừ các quỹ này sẽ tranh thủ giải ngân thêm một lượng tiền mặt nữa vào cổ phiếu, mà với cái cổ phiếu mà họ đang sở hữu, hoặc là họ gọi là họ mua mồi để kéo cái NAV cuối năm lên. Và họ phải ít gì cũng phải có một cái báo cáo thành tích trong năm 2018 này nó khá hơn một tí, để sang năm họ mới có cái lương thưởng cho cái lãnh đạo, rồi có cái huy động thêm vốn từ cái nhà đầu tư nơi cái quỹ đó, họ địa bàn họ, cái quỹ đó họ huy động vốn đó. Thì nói đi nói lại, cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu mà các quỹ đang nắm nhiều nhất. Các bạn chú ý cái chuyện đó. Một là nó dễ giao dịch, nó thanh khoản lớn. Hai là nó cái vốn quá lớn, tài sản nó lớn, nó an toàn cho các quỹ hành động. Các quỹ thì không dạy gì họ làm cái chuyện mạo hiểm. Thì các bạn thấy cái chuyện này thì theo dõi sát cái động thái của cái cổ phiếu ngân hàng. Mà cổ phiếu ngân hàng chạy thì cổ phiếu chứng khoán cũng chạy. Đó là cái kinh nghiệm của bản thân tôi thôi. Ở nhà đầu tư luôn luôn có cái tư duy là nghĩ là mình thì đi trước đón đầu, vừa chớm chạy thanh khoản vừa tăng, chỉ số vừa tăng là cái nhóm dịch vụ tài chính chạy theo, chứng khoán chạy theo. Đó là mới trao đổi mấy kinh nghiệm, mấy cái mà tôi view phía trước trong 1-2 tháng tới. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.